Ê, hôm gài mấy anh em chơi tôi làm diều nhỏ phải không? Bữa nay làm hai con diều bự luôn. Giới thiệu luôn ha, đầu tiên sẽ là con diều 2m. Các bạn thấy không, con diều 2m đó có vẻ lớn à. Còn đây là con diều 2m5. Trời ơi, 2m5 sao nó bự dữ vậy? Không biết là cái công nghệ cắt phôm của nhà mình nó có sai lầm gì không mà cái con diều 2m5 nó lớn hơn con diều 2m quá trời. Wow. Đây là con diều 2m nè, chị Dung mới vừa mai xong các bạn. 2m5 anh. 2m5. Còn ông này sao mà 2m mà nhìn bé tí à. Nè, đây ông 2m nè. Còn đây là 2m5. Đó. Để mấy bạn nói mình làm diều nhỏ ha, bữa nay mình làm hai con 2m5, mai mốt mà che nó khô á mình sẽ làm 3m, 4m luôn. Chơi cho nó đã nha các bạn. Rồi. Chị Dung quay review xương xương con diều mình không? Đó, từ đường mai nha. Rồi tới buộc bát, buộc dây, buộc lèo rồi các thứ. Xong rồi bây giờ mình sẽ test từ từ nha. Cái con này thì mình test rồi, mình muốn cầm ra cho mấy bạn coi chơi thôi. Chủ yếu hôm nay là mình sẽ test con 2m5 này. Rồi, giờ để con 2m dưới đây đi. Có bay lên không ta? Không sao đâu ha. Chứ không sao đâu anh. Rồi. Hôm nay nhân vật chính của chúng ta là cái em màu gì ta? Xanh nõn chuối. Màu xanh nõn chuối này, 2m5. Không biết là nó như thế nào nhưng mà theo mình nghĩ thì cái con diều này mình nên cột một viên đá vô đầu nó đi cho nó chắc ăn nha các bạn. Mình có chuẩn bị viên đá rồi, tí mình sẽ cột cho nó đó. Hôm trước mình có làm một cái con diều 2m5, theo như người bán nói á là 2m5, cái con màu cam cam các bạn nhớ không, mình làm bằng cái khung tre đó. Thì thực sự là nó không có bự như thế này đâu, quá bự luôn các bạn ơi. Thôi nói vòng vo hoài, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình cột lèo và mình test con diều 2m5 này trước nha. Bữa nay anh đi có thêm một trang bị mới. Cái bao tay. Đúng rồi, diều này phải có bao tay nha các bạn. Có bao tay nó nạo một cái là chết luôn. Đây nè, hai bao tay nè, mua biết qua lâu rồi mới có dịp xài. Giờ mình để mình cột đá vô cho nó xong rồi mình bắt đầu test nó nha. Mấy con diều lớn như thế này á thì mình nên chuẩn bị cái bao tay nha, để không có bao tay nó sẽ cắt đứt cái đai của các bạn luôn á. Bây giờ chuột quay lại hướng diều thím hai đang cầm đi, bắt đầu mình sẽ thả con diều này nha các bạn. Lên lần đầu nha, ngay vào giữa nha. Tự nhiên đứng gió luôn nha anh. Ừ. Ghê yếu quá. Ồ, ở trên nó đang có cái màu xanh thấy không? Xuống tới đây cái nó chuyển thành cái màu là nõn chuối liền nè. Ồ, diều hạ cánh đẹp quá anh. Các bạn ơi, cái lần đầu thì rất là ngon luôn rồi. Bây giờ mình sẽ làm lại lần thứ hai nha các bạn. Do là mới vừa lên hết gió, không có gió gì trơn á, mà con diều mình tới 2m5 lận. Làm lại lần nữa nha. Con diều nó chưa phát huy hết sức mạnh của nó được các bạn.
gió kém quá, nó lên nó chưa có trụ lâu được, nhưng mà mình kéo một cái lèo giữa lên thẳng luôn nha, còn cục đá bé bé lên đầu nó cho chắc ăn á thì thấy rất là ổn. Mệt cái gì chứ, nó nặng lắm các bạn ơi, 2m5 mà gió này nó nhỏ nhỏ á, nó không đều, mình thả mấy diều lớn này cực quá các bạn, nhưng mà không sao, vì sao thì mình cũng bay lên cho các bạn coi, cho khách của mình coi. Chị Dung bây giờ có thể quay lên đi, nó đứng, bắt đầu nó đứng được rồi kìa, đó thấy chưa, chị thấy ở trên nó bị gió trên rồi đó, khá là đẹp ha chị Dung ha. Ừ, nó bắt giống như nó đổi màu được chị Dung. Không, nắng nó dội vô anh. Đó, bây giờ bắt đầu gió nó căng rồi các bạn ơi. Công việc của mình là thấy nó đã hơn rồi đó. Đẹp quá à. Bán nhiều thì tiếc thiệt. Cung tre 2m5 nha các bạn. Ờ, nó đứng gió không? Các bạn thấy là gió cũng không có lớn lắm đâu. Gió đang gió nhỏ nhưng mà nó vẫn bay ngon. Dìu rất là nhẹ gió nha. Nhẹ gió chứ không phải là cái dây yếu luôn nha các bạn. Nó có thể dìu được gió lớn. Nó canh cho nó cái dài chắc rồi, nó rất là đầm các bạn ơi. Gió bắt đầu ở trên cao nó có gió lớn á là mình bị con diều nó gị rồi, bắt đầu mình bị nó gị rồi nè, mà nó thẳng băng à, đã lắm. Mỗi lần mà mình làm con diều xong mà mình thả lên nó bay được gì thì thấy rất là đã luôn, ngồi cứ hồi hộp không biết làm xong rồi bay được không. Đây, khách mình đợi cũng lâu, lý do làm lâu là do tre mình phơi nó khô không kịp các bạn, gió này yếu quá, thả chưa được đã lắm, chắc mình phải cuốn về. Chắc phải cuốn về về chị Dung ha. Ừ. Rồi bắt đầu lơi diều Dung ơi, cuốn nữa rồi. Cuốn xuống nha anh ơi, hết gió rồi. Hết gió rồi, mấy con diều ở đây cuốn hết rồi các bạn ơi, chắc là mình phải cuốn diều xuống thôi. Hết gió rồi, cuốn xuống quay lại các bạn coi lần nữa nha. Ơi, gió nữa. Kìa, ảnh bị gió nữa rồi kìa. Đó, vừa cuốn xuống gió lên. Có nhiều, phải nói là rất đẹp luôn các bạn. Ở ngoài nhìn nó cái màu nó với lại cái viền đen nó đẹp cực kỳ luôn các bạn ơi. Nó là đứng trụ nhiều đó. Quá ngon. Chim lửa 2m5 không anh? Hả? Chim lửa 2m5 không? Trời ơi. 2m thôi, ở nhà mình đang chuẩn bị khung là khung 2m à. Mình nghĩ là 2m là vừa chơi rồi. Tại 2m5 thì nhiều bạn nhỏ chơi không nổi đâu. Mình thấy mình kéo còn mệt mà. Tặng tay đi anh. Không. Rất là đã luôn các bạn ơi. Nó vẫn còn nguyên, không bị thương. Nói chứ sao bị thương được. Tre mình nó cũng già chứ không phải tre non đâu. Thì ở đây các bạn thấy không, mình có cột viên đá vô nè ha. Nếu mà không cột viên đá thì con diều mình nó sẽ nhẹ đầu. Còn nếu như bạn làm mà cân không cần cột đá vô thì về lắp sáo vô nó sẽ bị nặng đầu. Cho nên lúc nào mình làm con diều cũng phải hơi nhẹ cái đầu chút xíu, nặng về chúng ta còn lắp sáo vô nha các bạn. Rồi nói chung là đây là con diều mà, đây mình khẳng định là con diều mà lớn nhất mà mình đã từng làm ở trên kênh, do chính nhà mình làm luôn. Là từ mai áo lên khung, tất cả mọi thứ là đều do nhà mình làm hết. Ơi các bạn đánh giá giùm mình rồi, diều mình nó có đẹp không nha. Đó, đây là con diều 2m5 làm cho anh khách của mình. Là một màu, phối màu mình phối cũng không được. Rồi nói chung là video hôm nay bao nhiêu thôi nha các bạn. Mình chỉ quay cho các bạn coi là mình làm được con diều lớn này nè. Rồi xong mình thả lên nó bay ngon lành vậy là được ha. Rồi về nha chị Dung. Hẹn gặp lại các bạn trong con diều lần sau nha. Lần sau mình sẽ cố gắng làm mấy con diều màu đẹp hơn cho các bạn coi nha. Bye bye.